Bạn này có câu hỏi, em tẩy tóc ra màu gần trắng xong nhuộm xám khói, giờ em muốn màu nâu nhuộm 2.0 có bị đen quá không anh? Thì mã màu 2.0 thì nó là màu đen rồi chứ không phải là màu nâu nữa em nhé. Mà cái tóc của em là tóc tẩy trắng, bây giờ nó phai ra mà bây giờ em muốn nhuộm về những cái màu nó trầm, nó tự nhiên hơn một chút ý, thì em nên sử dụng những cái màu ít nhất tầm 4.0 đến 5.0. Sau khi em nhuộm xong những cái tầm đấy là tóc em nó đã gần như là đen rồi, bởi vì những cái màu đấy nó màu nâu đen mà. Ở trong nhà mà ánh sáng nó yếu ấy, buổi tối ấy, bình thường ấy thì nhìn nó như màu đen ấy, còn ra ngoài nắng thì nó sẽ hơi nâu nâu nhẹ một chút. Khi em nhuộm những cái màu như thế thì một thời gian sau, cũng phải lâu lâu đấy, thì nó phai ra, thì lúc đấy em có thể nhuộm những cái màu nó, ví dụ như mình có thay đổi đúng không, mình có thay đổi, mình muốn nhuộm những cái màu nó thời trang hơn một chút ấy thì mình còn nhuộm luôn được. Thì nếu như mà em nhuộm một phát 2.0 vào, nhuộm màu đen kít đi vào, thì khi mà sau này nó không phai ra mà khi em nhuộm những màu khác thì nó cản trở. Đâm ra là khi mà mình muốn nhuộm những màu khác thì rất là khó, đôi khi là phải xử lý một số bước nữa thì nó rất là phức tạp, mà cái tóc của mình nó cũng hư rất là nhiều. Đấy, chính vì thế là anh khuyên em là chỉ nên nhuộm tầm 4.0 đến 5.0 là đẹp rồi nhá. Đấy, không nhất thiết phải 2.0 đâu. Đôi khi mình hứng lên là mình chán cái những cái màu sáng, mình hứng lên mình muốn trở về màu đen ấy. Nhưng mà cái đen đấy nó không như cái đen tự nhiên của mình, nó là cái màu đen nhuộm, nó không được đẹp. Nhìn nó không được tự nhiên. Đấy, mà em nhuộm màu 4 đến 5.0 thôi là đã là nhìn đã là đen, cũng đã là nâu đen, cũng đã là rất là tối rồi. Đấy. Thì anh tư vấn thế em tham khảo nhé, cảm ơn em.